bạn thân mến, việc xây dựng nhà cửa ở vùng cao là một công việc vô cùng khó khăn. Và ngày hôm nay thì tôi có bắt gặp một cái gia đình ở một cái khu vực mà rất là xa xôi hẻo lánh của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ở đây thì họ đang chuẩn bị rất nhiều những cái viên gạch ba vanh này, những viên gạch bằng bê tông rất là to như này để xây nhà. Nhưng mà mọi người nhìn thấy không? Gạch thì ở đây nhưng mà nhà lại tiếp phía đầu bên kia kìa. Và để vận chuyển được cái gạch sang phía bên kia nhà thì họ sẽ dùng một cái sợi dây cáp nối từ phía bờ bên kia ấy sang bên này. Nên bây giờ tôi đã thấy những người dân ấy họ chuyển rồi. Chào em nhá. Ba người đàn ông đang cùng nhau chuyển. Và cái số lượng gạch thì nó cũng không phải là ít đâu, rất là nhiều luôn. Bây giờ thử xuống xem là họ làm cái công việc này như nào nhá. Chỗ này là một cái bờ vực mọi người ạ. Phía bên dưới chính là con suối. Để di chuyển được xuống đây thì cũng rất là khó. Đấy, nhưng mà mọi người sẽ di chuyển từng chút gạch xuống một cái khu tập trung và vận chuyển sang phía bên kia. Chào chú nhá. Cháu chơi với chú một tí nhá. Được không? À, chị Bao à? Thế em ra nói được tiếng Kinh không? Em ơi, em nói được tiếng Kinh không? Cười à? Chị Bao hết à? Đây rồi, họ sẽ dùng cái cáp và bắc từ cái móng của một cái cây cầu này. Xong rồi bắc chéo sang phía bờ bên kia. Phía bờ bên kia thì có lác đác 2, 4, 5, 6. Và tiếp trên đỉnh đồi có một vài ngôi nhà nữa. Wow, thực sự cái khu vực này thì họ làm ở nhà ở những cái chỗ mà cũng rất là treo leo, rất hiểm trở ấy. Chắc là lát nữa mình cũng sẽ sang bên kia để xem là cái cuộc sống ở bên đó nó như nào. Mà trước tiên cứ phải xem là ở đây họ vận chuyển gạch như nào đã. Rồi, cái chỗ này thì mình là một người sợ độ cao nên là mình cũng thấy khá là ghê. Cái sợi cáp thì bắc thẳng ra phía bên kia. Cái dưới này là gì đấy anh? Anh đang kéo cái gì đấy? Hả? Anh đang kéo cái gì lên đấy? Chip bao à? Hình như anh đang kéo một cái sợi dây. Tôi không biết là cái sợi dây thì họ sẽ làm như nào nhỉ? À, có thể là đầu cái sợi dây là một cái gì đấy để cho được cái gạch này vào. Cái viên gạch này nó cũng có nhẹ đâu, nặng phết. Nặng nhỉ? Nặng nhỉ chú nhỉ? Nhà nào đang xây anh có phải chủ nhà không? Bao đi. Chip bao à? Hình như phía bên kia không nhầm thì cũng có người đang chờ ở bên đó để đón gạch. Anh ấy thì cứ vừa kéo vừa dừng, không kéo một cách triệt để nó lên luôn. Đang tò mò không biết ở dưới đấy nó là cái gì. Và tôi thấy cũng không có quá nhiều nhân công đâu. Có 3 người đàn ông thôi. Nhưng mà cái số lượng gạch này cũng phải tốn rất nhiều tiền mới có thể có được như này. Tôi thấy thì có một vài nơi họ xây nhà thì họ sẽ mang cái khuôn đúc ấy và họ đúc ở trên đó luôn. Nhưng mà ở đây thì chắc là kiểu không có kỹ thuật để đúc ấy, nên là phải mua xong rồi chuyển về phía bên kia. Đây rồi, anh ấy vẫn đang kéo lên rồi. Tò mò ấy nhỉ. Mà cái sợi dây này nó cũng rất là dài, nó phải bắt được từ đầu bên này sang đầu bên kia. Thế thì nó cũng rất là nặng, vì cái chiều dài nó càng dài thì cái sức nặng nó càng lớn. Có vẻ như là cái sợi dây nó dài một cách kiểu vô tận. Kéo mãi cho thấy lên được. Kéo rất là nhiệt tình luôn ấy. À, hình như là nó bị rơi xuống dưới thì phải. Và tôi thấy có một cô, một hình như vợ anh ấy sao còn tít ở cái dưới cái lòng suối kìa. Không biết mọi người nhìn thấy không? Hình như là xuống để lấy lại cái dây thì phải. Nó bị mắc gì đấy. Đây rồi, bây giờ thì cái xô nó đã bắt đầu từ phía bờ bên kia nó quay trở về bờ bên này rồi. Cái quãng đường mà cái xô nó đi từ đầu bên này sang đầu bên kia nó phải khoảng, tôi đoán không nhầm mới nhìn như này, ước tính là phải hơn 1 km. Nhìn thế này thôi nhưng mà phía bên bờ bên kia nó rất là xa. Mình nhìn bằng mắt thường thì mình cảm giác là nó gần thôi, nhưng mà cái khoảng cách thực tế thì tôi nghĩ là nó xa hơn. À,
cái xô nó đã dần dần được kéo về phía bờ bên này rồi. Cũng khá là thô sơ thôi. Một cái xô, bây giờ anh ấy sẽ buộc cái sợi dây cáp vào đây này. Sợi dây để kéo cái xô sang phía bên này vào đây. Đấy. Để xem là một lần vận chuyển thì sẽ chuyển được bao nhiêu gạch nhỉ. Mình mọi người không hiểu nên là không nói được, nên không hiểu là mọi người đã chuyển làm cái công việc này cách đây mấy hôm rồi. À, một viên này. Ôi, bỏ vào phát mà cái xô nó còn nghiêng luôn này. Rồi. Hai viên. Không biết là đã có cái trường hợp nào mà đang chuyển giữa đường thì cái gạch nó bị rơi xuống dưới không? Tôi nghĩ là có vì thấy khá là trông chênh. Ba viên rồi. Ôi, ba viên thôi à? P dù. Ba viên. À, bây giờ anh ấy phải đeo một cái bao tay vào nữa để thả cái cáp sang bên kia, vì tôi nghĩ rằng là cái ma sát nó sẽ rất là lớn. Đúng rồi, cái lực ma sát nó rất là lớn và cái cáp này nó phải piu phát là đi sang được phía bên kia rồi. Đấy. Đi rồi. Đây là một trong những cái cách vận chuyển tôi nghĩ là cũng vừa thô sơ mà nó cũng vừa hiện đại. Thô sơ vì cái vùng đất này nó là một cái vùng mà rất khó để đi lại, và hầu như là không có những con đường, cầu cũng không có, và cái hiện đại là cái dòng dọc và sợi cáp này. Hầu như là sức người hoàn toàn. Nghe cái tiếng rít của sợi cáp là biết nó mạnh như nào. Bây giờ anh ấy sẽ xả trôi tự do và cái xô nó sẽ tự bơi sang bên đấy. Rồi. Chiu. Cái sợi dây nó cứ phi đi này. Ui, cái này mắc chân vào nó kéo mình xuống dưới hết. Rồi, phía đầu bên kia thì đã có người đỡ rồi. Chiu. Rồi, có một người phụ nữ ra đỡ rồi. Bên đấy là vợ à? Phải vợ không? Phải vợ mình không? Chị Pau à? Chắc là bên này thì mình đã quan sát rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đi theo cái con đường nhỏ kia để sang phía bờ bên kia và xem là cái việc đón gạch ở bên đó thì nó diễn ra như nào. Và không biết là có viên nào nó bị vỡ không? Tôi cũng rất là kiểu tò mò ấy. Và cái điều mình cũng kiểu tò mò hơn nữa là với mỗi lần mà chuyển được khoảng 3 viên thì với tổng cái số lượng gạch như này thì không biết là gia đình phải chuyển hết khoảng thời gian bao lâu nữa. Mà đáng tiếc là không ai có thể nói chuyện với mình được để có thể tìm hiểu một chút. Bây giờ thì cứ đi sang bờ bên kia đã. Ra để sang được bờ bên kia thì nó cũng là cả một cái hành trình. Thậm chí là cái chỗ vận chuyển gạch xuống của em dai này nó rất là trơn, nó cũng rất là nguy hiểm. Ui, cho anh lên nữa nhé. Ghê quá. Bám vào đây được không? Được đúng không? Ôi, bẩn hết cả áo rồi. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng trao sang phía bờ bên kia để xem là cái công việc vận chuyển gạch này nó diễn ra như nào, và những cái ngôi nhà phía trên đấy thì họ có cái cuộc sống như nào. Để đi sang được bờ bên kia thì cũng không hề đơn giản một chút nào. Phải xuống một cái con dốc nó cũng khá là trơn như này. Cái trơn này không phải trơn do ướt mà trơn do nhiều cái sỏi đá ấy. Nó cũng khiến cái ma sát của giày nó kém hơn. Ôi, thực sự là cái khu vực này cũng là một cái khu vực mà khá là hẻo lánh xa xôi. Mỗi nhà ở một sườn đồi luôn, và hầu như là họ cũng không có ở
quá gần nhau tập trung thành một khu mà các ngôi nhà sẽ cách xa nhau. Và các bạn thấy rồi đấy, hầu như là không có đường để đi lại, toàn là những con đường mòn và những con dốc thôi. Cái khu vực này đúng là một trong những khu vực mà còn rất là nhiều khó khăn của Mèo Vạc Hà Giang, và cũng rất ít người biết đến vì nó cũng cách xa trung tâm thị trấn khoảng 30 cây, 30-35 km gì đó, và cái đường đi lại thì nó cũng không dễ dàng một chút nào cả, và nó là đường cụt nữa. Đi sâu vào trong này thì là nhà máy thủy điện rồi. Những người dân ở đây thì họ sống dưới những cái cây cột điện cao thế, và tôi cũng đang tò mò không biết là cái việc sống ở gần những cái cây cột điện to như này thì liệu rằng là họ có được sử dụng cái dòng điện hạ thế không? Cũng không dễ dàng để lắp đặt những cái đường điện nhỏ dân sinh được. Tôi có thể phải sang bên đó tìm hiểu để xem mới biết được là ở đây ngoài cái khó khăn về đi lại cũng như là sóng di động thì họ có được sử dụng điện không nữa. Vì không có điện thì cũng rất nhiều những cái hạn chế và rất nhiều những cái thiệt thòi. Thậm chí là để sạc được một cái điện thoại nó cũng là một, cả một câu chuyện. Giờ thì tôi đã gần tiếp cận được xuống phía lòng suối rồi. Một cái dòng suối cạn, không biết là đến mùa mưa lũ thì nó có dâng nước lên cao không? Nếu mà dâng lên cao thì đúng là không có cách nào để có thể đi được từ hai bờ sang với nhau. Chỉ có nằm im ở nhà chờ đợi hết lũ thôi. Con đường trơ trọi đá sỏi. Khi mà nhìn từ dưới lòng suối lên này, cái bờ bên này, cái chỗ mà mấy anh đang chuyển gạch ấy, quá nhỏ bé luôn. Từ cái chỗ đấy mà xuống đây nó cũng là một cái khoảng cách rất là cao rồi. Cũng may là cái chỗ chuyển gạch, cái chỗ sợi cáp ấy nó không ở gần cái đoạn đường đi lại này. Nếu mà nó ở gần nhau thì khả năng cao dễ bị gạch nó rơi xuống. Thì tôi thấy cái cách vận chuyển gạch nó cũng khá là thô sơ ấy. Không nghĩ rằng là ở cái thời đại này mà lại còn có những cái nơi mà họ còn sống một cái cuộc sống nó còn rất nhiều những cái hạn chế như vậy. Xét ở một góc độ nào đấy thì ở nơi này là một nơi mà khá là bình yên và mọi thứ nó rất là trong lành luôn. Có cả tiếng suối này, gió này, rồi khung cảnh thì cũng rất là tuyệt vời. Đây có một cái cây cô đơn đi vòng qua một cái phiến đá. Đấy, những cái con đường mòn. Ở đây thì địa hình nó lại là đất thịt, nó không phải là đất đá giống như một vài cái địa hình phía ngoài kia. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những lý do mà mọi người lựa chọn làm nhà ở đây. Vì đất ở đâu tốt, đất ở nơi nào mà dễ chăm sóc, dễ trồng cấy hái thì mọi người sẽ lựa chọn làm nhà ở đó. Thì đây thì tôi nghĩ rằng những cái đất này nó thuận tiện hơn cho mọi người canh tác những cái giống cây trồng của họ. Đấy. Thì một thời gian nữa thôi chắc là xung quanh đây mọi người sẽ trồng hết những cây ngô rồi. À, ngôi nhà bên này trồng rất là nhiều chuối. Nhìn trên cao thì thấy đơn giản, còn tiếp cận được sang bờ bên này và tiếp cận được những ngôi nhà đầu tiên thì cũng mất rất nhiều sức. Cái chỗ để nhận gạch ở bờ bên này thì nó rất là gần cái cây cột điện cao thế, chỗ tập kết gạch đây rồi. Và theo quan sát thì có vẻ như cái cáp này cũng mới được bắc thôi, chứ không phải là nó ở đấy từ lâu rồi. Đúng rồi, nó mới được làm thôi. Đây này, cái cột này là cũng là mới này. Đó. Wow. Và nhìn sang bờ phía bên kia thấy nó xa như nào. Chào em nhá. Chào em. Con của em à? Con của ai đấy? Chipo à? Trẻ con thì ra chơi ngoài đất như này đây. Chú cho con này. Thằng bé nó đái thì nó quần nó ướt nên nó bỏ quần ra.
Đây là cái phía bờ bên này. Công việc tiếp theo là người vợ sẽ gùi mỗi lần. À, mỗi lần thì bạn ấy gùi được một viên thôi. Đấy. Cái viên gạch này nó rất là nặng. Làm được cái nhà chắc cũng là kiểu công sức cả một đời luôn mất. Nó quá vất vả ấy. À thôi đừng khóc. Nín. Bác bóc kẹo cho, bình tĩnh. Bình tĩnh bác bóc kẹo cho. À đây mẹ ra đón rồi. Đó là... thôi bế nó về đi em ạ. Để nó chơi chỗ này cũng nguy hiểm lắm. Đây, cô vợ cứ lầm lũi mang gạch lên trên. Con khóc còn bế cả con phía trước, gạch vùi phía sau. Đây thì có một vài gia đình và tôi thấy họ cũng trồng được một chút rau. Thử xem là ôi nhiều trẻ con đấy. Xin chào. Chào các thiếu nhi nhá. Ai rồi lại cửa chuồng rồi. À đây, từ từ bác cho từng đứa một. Bác cho em trước nhé. Bác cho em trước. Rồi. Bốn đứa gà. Ôi rồi toàn cởi chuồng rồi. Này cho con này. Cái này chắc là. Đấy từ từ bác khắc cho. Đây. Rồi mỗi. Đây là cái lứa tuổi mà nó chưa được đến lớp ấy. Nó vẫn còn là chưa được đi học mầm non nữa. Này nhưng mà toàn là cởi chuồng thôi. Nó kẹo đi. Đây cũng là một ngôi nhà khá là tạm. Tôi thấy đan vách bằng những cái cây gì đây, cây tre à? Nhát giò. Đang làm gì đấy? Hả? Ua mỏ à? Đây có một cái hộp dưa cải. Gia đình có một con ngỗng. Chắc là tiếp cơm cho đội bên kia rồi. Ôi giời, con ngỗng này ghê thế. Tôi đi xem cái ui. Ngỗng nó đuổi. Con trông con này cho chú đi. Con đuổi chú này. Chết rồi. Bây giờ này, bị ngỗng đuổi mới khổ. Phía bên kia thì cô vợ cô bắt đầu tiếp thức ăn cho đội thợ phía bên kia. Ngỗng thì nó giữ nhà rất là tốt, nó như là chó ấy. Thấy người lạ nó cũng tấn công luôn, hồi nãy nó mổ tôi mấy lần. Ui. Nó cứ đuổi cắn tôi. Chắc là tại vì tôi xâm phạm vào địa phận của nhà nó. Rồi, nó đi rồi. Đây là chắc nhà để chuẩn bị xây đây này. Không biết là có phải không, thì thấy để rất là nhiều xi măng. Ồ, mà để vận chuyển được cái đống xi măng này sang bên này chắc cũng cả làm một vấn đề ấy. Đúng rồi, có thể đây là một gia đình khác và chỉ để nhờ thôi. Và bây giờ cái gia đình tiếp theo thì sẽ bắt đầu xây ngôi nhà ở cái vị trí này. Ở phía trên thì còn rất nhiều những hộ gia đình nữa. Không biết là ngày hôm nay mình có thể tiếp cận được không. Rồi, quay sang xem cái công việc vận chuyển gạch đã. À, chị ấy sẽ treo cái thức ăn vào đây, treo vào cái móc này. Không phải cho bình dưa chua vào đây. Có thịt không? Ừ. Cái này là gì? Mỏ. Mỏ? Mỏ. Hình như là thịt thì phải. Không sờ thấy mềm mềm. Mén mén? Ừ. Mén mén à? Ừ. Thế à? Cũng không biết là cái thức ăn gì, nhưng mà đây là cái cách mà bờ bên này tiếp cơm cho bờ bên kia đấy rồi. Chiêu. Không biết là đã nghỉ ăn cơm trưa chưa. Rồi bây giờ bên kia sẽ phải kéo cái xô nó sẽ đang được bờ phía bên kia. Tôi nghĩ rằng là cái việc vận chuyển gạch chỉ là một cái góc nhỏ trong cái cuộc sống của mọi người ở đây thôi. Còn rất nhiều những cái vật liệu, rất nhiều những cái thứ khác họ cần vận chuyển qua đây bằng những cái sợi cáp và những cái con đường mòn như này. Ngày hôm nay thì cũng đã cất công lặn lội đến đây rồi và cũng chứng kiến được cái công việc
làm sao để có thể xây được một ngôi nhà, một cái bước trong cái việc xây một ngôi nhà đó là vận chuyển gạch thôi, còn rất nhiều những cái bước khác nữa. Thì nhìn qua cái công việc vận chuyển gạch thì cũng đủ hiểu rằng là ở đây nó còn vất vả khó khăn như nào. Tôi không biết là bao giờ những cái vùng đất như này nó mới bắt đầu bắt nhịp được với vùng xuôi và mới bắt đầu có những cái con đường để đi lại. Ngày hôm nay thì thôi, mình cũng tới đây rồi thì cũng muốn gửi tặng cho hai gia đình ở đây. Còn những gia đình khác nữa thì tôi cũng không biết là họ có nhà không và công việc của họ như nào. Nhưng mà cái người mà tôi gặp trực tiếp đây, tôi muốn tặng họ một món quà nhỏ. Không biết là họ sẽ phản ứng như nào nhé. Bây giờ thử này, thử tặng nhé. Chị ơi, chị ăn cơm xong chưa? Hả? Ăn cơm xong chưa? Này, tặng chị này. Tặng chị này, tặng chị mua thức ăn này. Hả? Không, không cho mẹ thì thôi chú cho con. Xong rồi mẹ cầm mẹ mua cho con. Còn có lẽ là cái công việc vận chuyển gạch nó còn phải diễn ra khoảng tôi nghĩ phải 70 ngày nữa cơ thì nó mới xong. Còn đầu phía bên kia thì những người đàn ông họ vẫn đang nghỉ ăn cơm trưa rồi. Khi nào mà quay lại đây rồi đi lên trên những cái ngôi nhà tiếp ở trên đỉnh núi này thì tôi sẽ tới cái ngôi nhà của cái cô bé này một lần nữa để xem là cái việc xây dựng nó sẽ diễn ra như nào và khoảng mất bao nhiêu lâu thì xây xong cái ngôi nhà đó.